Stirring
dry it out, 'cause I won't see you cry again. Throw pennies in a fountain, look at what comes out. Sometimes wishes do come true. Now everything is perfect, I know this love is worth it. Yêu nhau và bên nhau mãi mãi, yes. Chúng ta bạc hai mái đầu.
cho đón và chúc mừng cho gia đình đi ạ. Kính thưa quý vị, đang tiến lên sân khấu của chúng tôi lúc này, xin được vô mừng chào đón các bà là thân sinh của cô dâu chú rể, cùng tân nhân và tân sinh viên của chúng ta, cô dâu Thu Hiền và chú rể Cầm An. Một lần nữa, quý vị hãy dành cho những cháu này lần đầu tiên để chúc mừng đi ạ. Và trong giờ phút này, trước sự chứng kiến của quý vị, cho phép tôi xin được trân trọng tuyên bố chương trình tiệc cưới của cô dâu Thu Hiền và chú rể Cẩm An xin phép được bắt đầu. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay sau đây, chúng tôi xin được kính mời ông Nguyễn Quốc Quân là thân phụ của cô dâu Thu Hiền sẽ đại diện cho nhân gia đình có đôi lời cảm ơn gửi tới quý vị khách quý của chúng ta. Kính mời bác. Kính thưa các cụ, công các bà, các cô bác anh chị, các vị khách quý, gia đình chúng tôi đang rất hạnh phúc bởi được sự yêu thương của quý vị đã dành thời gian tới dự bữa cơm thân mật chung vui cùng gia đình và chúc mừng hạnh phúc của hai con chúng tôi. Thay mặt hai gia đình, tôi xin trân trọng cảm ơn và kính chúc các cụ, công các bà, các cô bác anh chị, các vị khách quý dồi dào sức khỏe, có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Kính mời các quý vị dùng bữa và chúc các quý vị ngon miệng. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là những giây phút vô cùng hạnh phúc và ý nghĩa trong ngày cưới của cô dâu Thu Hiền cùng chú rể Cẩm An. Xin mời cô dâu chú rể hai bạn hãy cùng tay trong tay trở về bên chiếc bánh cưới ngọt ngào, cùng nhau chia sẻ và cùng chia sẻ bánh cưới. Vì đến các đám cưới ngày hôm nay mong muốn để nói được rằng kể từ hôm nay bên cạnh của cô dâu Thu Hiền đã có một vài vật chất của chú rể Cẩm An, họ sẽ cùng nhau chia sẻ những cảm xúc trong cuộc sống, nguyện vun đắp hạnh phúc của mình bền vững mãi mãi cho đến khi cầu bạc răng long. Xin cảm ơn và chúc mừng hai bạn. Tiếp theo xin mời hai bạn hãy cùng tay trong tay trở về bên thắp định của chúng tôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
viện có thể chăm sóc và bảo vệ. Xin được chúc mừng đại gia đình hai họ vì hôm nay đã có số điện chế nào. Xin cảm ơn, xin mời các bạn cùng trở lại khu vực chính giữa sân khấu của chúng tôi. Kính thưa quý vị, và nhân vật cũng luôn dạy chúng ta rằng đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, tận tạo sống hôn mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Vẫn biết rằng sinh con ra nuôi dạy con cái là trách nhiệm, là bổn phận của các bậc làm cha làm mẹ, nhưng cũng là niềm hạnh phúc lớn lao khi cha mẹ được chứng kiến con cái của mình đã khôn lớn và trưởng thành. Để cô dâu chú rể có được ngày hôm nay, không thể không kể đến công lao trợ vị của cha mẹ, những người đã có công sinh đẻ và nuôi dưỡng, vun đắp hạnh phúc để cho hai bạn có được ngày vui trọn vẹn. Ngay bây giờ, xin mời Quân Hiền và Thẩm An hai bạn hãy mượn đi rượu đồng kính chúc tới bố mẹ để thay cho những lời cảm ơn, lời tri ân sâu sắc nhất. Với những lời cảm ơn thì các con có dành cả cuộc đời của mình cũng không sao để hết được công lao cho việc của cha mẹ. Ông bà hãy lại lần lượt kính chúc từ bố mẹ để thay cho những lời cảm ơn. Và chúng tôi muốn ông bà hai bên gia đình thông gia hãy cạnh ly với nhau đi ạ. Và xin được kính chúc cho tình thông gia giữa hai bên gia đình của mình sẽ mãi mãi gắn bó và bền chặt trong năm. Kính thưa quý vị, và ngay lúc này đây, gia đình chúng tôi muốn dành lời cảm ơn chân thành tới toàn thể quý vị. Xin kính mời quý vị hãy cùng nâng lên ly rượu, ly đồ uống yêu thích của mình đi ạ. Xin mời toàn thể quý vị để gia đình chúng tôi có thể gửi lời cảm ơn tới toàn thể quý vị ngày hôm nay. Quý vị có thể nâng ly đồ uống của mình lên cùng với gia đình chúng tôi lúc này được không ạ? Cho phép vị quan xin được làm cầu nối giữa gia đình cùng toàn thể quý vị khách quý. Chúng ta sẽ cùng nhau cho một tiếng thật to để quý vị có thể dành lời chúc tới gia đình, cũng như để gia đình chúng tôi gửi lời cảm ơn tới quý vị. Quý vị đã sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu ạ. 1, 2, 3. Xin cảm ơn và xin được kính chúc quý vị một bữa tiệc thật ngon miệng và vui vẻ. Và ngay sau đây xin kính mời các bà cùng cô dâu chú rể hãy từ người tiến về bên bàn tiệc để có thể dành lời cảm ơn đến quý vị khách quý của chúng ta ngày hôm nay. Xin chào kính mời. Chúng ta có thể dành một chóng hai lần lớn để cảm ơn và chúc mừng được không ạ? Cảm ơn quý vị.